lực lượng quân đội đã phản ứng như thế nào trước thông tin sai sự thật về vụ nữ sinh viên bị xâm hại. Tại buổi làm việc với các bên liên quan, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 7 đã đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án để điều tra các tài khoản vu khống trong vụ nữ sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh bị xâm hại. Đại diện Bộ Tư lệnh quân khu 7 cho biết đơn vị này đã có buổi làm việc với các bên liên quan trong buổi chiều cùng ngày. Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Tư lệnh quân khu 7, nội dung liên quan đến thông tin nữ sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh lan truyền trên mạng xã hội. Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện Bộ Công an khu vực phía Nam, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Bộ Tư lệnh 86, Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phía Nam, đại diện Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi làm việc do Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì. Đại diện các cơ quan đều khẳng định bản chất vụ việc xảy ra là bình thường. Do lan truyền trên mạng xã hội thì thông tin được đẩy lên mức độ cao hơn. Cũng có ý kiến cho rằng đây cũng có thể là một chiến dịch truyền thông bẩn được thực hiện bởi một số đối tượng, phần tử phản động thực hiện nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống xúc phạm nhân phẩm, danh dự cá nhân và hạ thấp uy tín của quân đội, trong đó có lực lượng vũ trang quân khu 7. Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan chức năng cũng khẳng định sẽ nhanh chóng làm rõ thông tin, định hướng dư luận, đề xuất các nhiệm vụ xử lý dứt điểm vụ việc nhằm không gây hiểu nhầm, hoài nghi cho nhân dân. Trung tướng Trần Hoài Trung thống nhất cao với ý kiến của các cơ quan chức năng và khẳng định thông tin lan truyền vừa qua là bịa đặt, vu khống sai sự thật. Những thông tin này đã bôi nhọ danh dự của tổ chức, cá nhân mà trực tiếp là trưởng quân sự quân khu 7 và lực lượng vũ trang quân khu 7. Trung tướng Trần Hoài Trung cũng đề nghị cơ quan chức năng căn cứ vào luật an ninh mạng để tiến hành khởi tố vụ án, điều tra các tài khoản vu khống để truy tố theo quy định của pháp luật. Chính ủy quân khu 7 Trần Hoài Trung cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để lực lượng quân khu 7 xử lý dứt điểm vụ việc, sớm đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường để chuẩn bị đón năm mới Quý Mão. Người thông tin thất thiệt sẽ bị xử lý như thế nào? Theo quy định tại Điều 8 Luật An ninh mạng quy định về các hành vi bị cấm trên không gian mạng, trong đó có hành vi thông tin sai sự thật gây hoang mang cho nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Luật An ninh mạng cũng quy định, người nào có hành vi vi phạm quy định của luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật. Xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cụ thể, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14 năm 2022 của Chính phủ. Bên cạnh đó, nếu hậu quả của hành vi đủ truy cứu trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn có thể bị phạt tù lên đến 7 năm tù về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Hiến pháp và pháp luật cho phép tổ chức, cá nhân được quyền tự do thể hiện chính kiến nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật cho phép, không được lợi dụng quyền này để làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, đặc biệt chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc chia sẻ, đăng tải, phát ngôn thông tin trên không gian mạng là quyền tự do của mỗi công dân. Tuy nhiên, khi hoạt động trên không gian mạng, mỗi công dân phải có trách nhiệm về thông tin mình đăng tải, cũng như tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ các thông tin để hạn chế thấp nhất những vi phạm pháp luật. Bên cạnh luật an ninh mạng, Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng có những quy định rất rõ về việc nghiêm cấm tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Cụ thể, hành vi tung tin thất thiệt, sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong sự việc này, chủ thể bị ảnh hưởng là bản thân nữ sinh, Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Quân sự Quân khu 7. Tại Điều 156 Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng quy định rõ về tội vu khống. Theo đó, người nào bịa đặt hoặc lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt tiền 10 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Trường hợp lợi dụng mạng xã hội để tung tin đồn thất thiệt, xâm hại tổ chức gây hoang mang dư luận ở mức độ nặng có thể bị xử lý hình sự. Căn cứ Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do hội họp lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.